Quý anh và chị xin thân ái kính chào quý khán thính giả Huyền Việt TV. Đây là bản tin buổi chiều của chúng tôi, chiều ngày thứ hai đầu tuần. Chào quý anh. Dạ, Quỳnh Anh xin kính chào quý khán giả của Huyền Việt TV. Thân ái mến chào Ngọc Triệu, thưa anh. Kính thưa quý vị khán thính giả, tin tức khắp nơi vẫn gửi đến Huyền Việt TV. Và hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những phần tin tức từ Hoa Kỳ, quốc tế cũng như Việt Nam. Đầu tiên là phần tin Hoa Kỳ với Quỳnh Anh. Kính thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ, các thượng nghị sĩ hoàn tất chi tiết của kế hoạch hạ tầng 1.000 tỷ đô la dự tính thông qua trong tuần này. Các thượng nghị sĩ hôm Chủ nhật hoàn tất chi tiết của kế hoạch khoảng 1 tỷ đô la để đầu tư vào cầu đường, cảng Internet tốc độ cao và hạ tầng khác, với một số thượng nghị sĩ dự báo sẽ thông qua dự luật cuối tuần này. Sau nhiều tuần thương thảo, thượng nghị sĩ Kristen Sinema của Arizona cho hay bà đã giới thiệu nội dung dự luật để toàn thượng viện tranh luận, bắt đầu quy trình xem xét các đề nghị sửa đổi. Dự luật hạ tầng đã ưu tiên lập pháp hàng đầu của Tổng thống Joe Biden, người gọi đây là khoản đầu tư lớn nhất như thế này trong một thế kỷ qua. Hôm Chủ nhật, ông Biden gọi đó là khoản đầu tư quan trọng nhất vào vận chuyển công cộng trong lịch sử Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Rob Portman của Ohio cho hay dự luật bao gồm khoản chi tiêu mới 550 tỷ đô la. Số tiền này sẽ dành cho các dự án như đường bộ, đường sắt, trạm, trạc, xe điện và thay thế ống dẫn nước, ngoài 450 tỷ đô la đã được chấp thuận trước đó. Thượng nghị sĩ Susan Collins của Maine cho biết bà tin tưởng ít nhất 10 thượng nghị sĩ Cộng hòa sẽ ủng hộ dự luật, giúp nó vượt qua rào cản thủ tục 60 phiếu. Bà nói rằng bà hy vọng dự luật sẽ hoàn tất trước cuối tuần này và đây là dự luật tốt cho đất nước. Cố vấn kinh tế tòa Bạch Ốc Brian Deese gọi dự luật là khoản đầu tư tối cần thiết cho nền kinh tế, giúp mở nút thắt cổ chai nguồn cung vốn góp phần gây ra lạm phát. Hoa Kỳ sẽ không phong tỏa mặc dù số ca nhiễm COVID-19 tăng cao do biến thể Delta. Bác sĩ Anthony Fauci là chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Hoa Kỳ vào hôm Chủ nhật cho biết, là Hoa Kỳ sẽ không phong tỏa lại để mà ngăn chặn COVID-19. Nhưng tình hình sẽ trầm trọng hơn vì biến thể Delta làm cho số lây nhiễm tăng lên, chủ yếu là những người chưa chích ngừa. Và trong chương trình tuần này của đài ABC thì bác sĩ Fauci cho biết hiện nay đã có đủ tỷ lệ người dân Hoa Kỳ chích ngừa để mà tránh khỏi phải phong tỏa một lần nữa. Ông nói rằng chưa đủ để chặn đứng dịch bệnh nhưng đủ để chúng ta không rơi vào tình hình của mùa đông năm ngoái. Bình quân thì số ca nhiễm coronavirus mới trên toàn quốc đã tăng gần gấp đôi trong vòng 10 ngày qua. Trong khi thì các tiểu bang không phải phong tỏa lại, biến thể Delta lan rộng có thể đe dọa đến nền kinh tế. Trong chương trình Face the Nation của CBS thì Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis Neil Kashkari cho biết là biến thể Delta là lời cảnh báo cho hàng triệu người thất nghiệp và có thể làm chậm lại sự hồi phục thị trường lao động. Số lây nhiễm tăng vọt vì biến thể Delta cũng đang làm cho thế giới chao đảo. Nhiều khu vực ở Á Châu trước đó khá thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19 như là Philippines, Thái Lan và Việt Nam, nay đã phải phong tỏa nhiều điểm nóng. Một số người phản đối các quy định mới. Từ hôm thứ Hai, hôm nay thì binh lính không vũ trang sẽ hỗ trợ cho cảnh sát ở thành phố Sydney tại Úc và kiểm tra những người dương tính virus có cách ly hay không. Còn ở Pháp thì hàng ngàn người biểu tình phản đối quy định bắt buộc là phải có thể chứng nhận chích ngừa để mà đến nhiều địa điểm công cộng. Mặc dù vaccine vẫn còn khan hiếm ở nhiều nơi trên thế giới, bất kỳ ai từ 12 tuổi trở lên ở Hoa Kỳ đều có thể dễ dàng chích ngừa miễn phí. Mặc dù có thưởng tiền mặt, xe hơi mới và những khích lệ khác cũng chưa thể thúc đẩy hơn 1/3 dân số đi chích ngừa. Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez tham gia kêu gọi gia hạn lệnh tạm thời cấm trục xuất người thuê nhà. Thưa quý vị, các dân biểu Cori Bush và Alexandria Ocasio-Cortez chiều hôm Chủ nhật gia nhập vào người biểu tình bên ngoài Điện Capitol để phản đối nguy cơ người thuê nhà sắp bị trục xuất vì không có thể trả tiền thuê nhà đúng hạn. Cuộc biểu tình nằm trong chiến dịch nhiều ngày kêu gọi quốc hội gia hạn lệnh tạm thời cấm trục xuất người thuê nhà. Cuối ngày, các lãnh đạo dân chủ tại Hạ viện cũng kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden lập tức gia hạn lệnh tạm thời cấm trục xuất cho đến ngày 18 tháng 10.
Lệnh tạm thời này đã hết hạn nửa đêm hôm thứ Bảy. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và các lãnh đạo khác đề nghị gia hạn. Dân biểu Bush của Missouri thu hút sự chú ý của báo chí cuối tuần qua bằng cách ngủ bên ngoài điện Capitol để nâng cao nhận thức về vấn đề này. Dân biểu Ocasio-Cortez nói rằng người thuê nhà có việc làm, nhưng công việc của họ không có mức lương đủ để trả tiền thuê nhà. Hạ viện hôm thứ Sáu hoãn phiên họp mà không gia hạn lệnh tạm thời cấm trục xuất người thuê nhà sau khi một dân biểu Cộng hòa chặn yêu cầu gia hạn cho đến ngày 18 tháng 10. Lệnh tạm thời cấm trục xuất hết hạn có thể đẩy hàng triệu người ra khỏi nhà hay apartment thuê của họ. Các tổ chức của chủ nhà phản đối lệnh cấm trục xuất, quy định được Trung tâm Kiểm ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC ban hành để ngăn chặn COVID-19 lây lan và ngăn chặn tình trạng vô gia cư trong đại dịch. Tổng thống Biden hôm thứ Năm đề nghị Quốc hội gia hạn lệnh tạm thời cấm trục xuất sau khi tối cao pháp viện tháng trước nói rằng cần có sự chấp thuận của Quốc hội để gia hạn. Ông Biden cũng nhấn mạnh chính phủ sẽ không gia hạn một lần nữa nếu không được Quốc hội chấp thuận. Có ít nhất 10 người bị thương trong vụ nổ súng hàng loạt ở tại thành phố New York. Ít nhất là 10 người bị thương trong vụ nổ súng hàng loạt ở thành phố New York vào tối ngày thứ Bảy. Các nạn nhân là từ 19 cho đến 72 tuổi đã bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, đang được chữa trị tại các bệnh viện địa phương. Và trong cuộc họp báo vào hôm Chủ nhật, phụ tá cảnh sát trưởng là Galen Pearson cho biết, vào khoảng 10 giờ 40 phút tối ngày thứ Bảy, thì cảnh sát nhận được nhiều cú điện thoại 911 về vụ nổ súng. Và báo cáo sơ bộ cho thấy là có hai người nam giới cầm súng từ đường số 97 đi về phía đường số 37. Và hai tay súng đã tiến về phía đám đông, nổ súng trước khi lên hai chiếc scooter do hai người khác điều khiển tẩu thoát khỏi hiện trường. Và cảnh sát thì đang truy tìm 4 người được cho là đứng sau vụ nổ súng này. Các nghi phạm đã bịt mặt và mặc áo có nón. Cảnh sát điều tra là James Essex cho hay là tình trạng phổ biến là các thành viên của băng đảng đã sử dụng đến nhiều súng, bịt mặt, dùng xe scooter và cuối cùng những mục tiêu ngoài dự tính bị trúng đạn. Đây là điều không thể chấp nhận được trên đường phố của New York và phải chấm dứt ngay. Cảnh sát cho biết là 3 trong số 10 người bị thương là các thành viên của băng Trinitarius và 7 nạn nhân kia là các mục tiêu ngoài chủ đích. Ủy viên của Hội đồng thành phố Francisco Moya cho biết rằng bạo lực súng đạn là một thực tế của cuộc sống hàng ngày tại các quận phía ngoài và của cộng đồng da màu. Đây không phải chỉ là vấn đề mạng vì chúng ta lo ngại du khách bỏ đi. Gun Violence Archive cho hay là vụ nổ súng hàng loạt ở quận Queens là một trong 5 vụ nổ súng hàng loạt đã xảy ra vào hôm thứ Bảy. Indiana, Illinois, Ohio và Kentucky cũng xảy ra các vụ nổ súng hàng loạt, nhưng không có ai bị tử vong. Sang qua phần tin tiếp theo, đám cháy rừng lớn nhất Hoa Kỳ ở Oregon đã kiểm soát được 74%. Thưa quý vị, cảnh sát cứu hỏa ở Oregon báo cáo đạt được tiến triển tốt trong nỗ lực kiểm soát đám cháy rừng lớn nhất Hoa Kỳ, trong khi nhà chức trách hủy bỏ lệnh di tản gần một đám cháy lớn ở miền Bắc California. Hôm Chủ nhật, đám cháy Bootleg Fire ở miền Nam Oregon đã kiểm soát được 74% so với 56% hôm thứ Bảy. Phát ngôn viên cơ quan cứu hỏa Al Nash hôm Chủ nhật cho hay, thành quả này phản ánh nhiều ngày làm việc vất vả của nhóm cứu hỏa trên mặt đất trong việc củng cố và tạo thêm đường ngăn lửa. Đám cháy này thiêu rụi hơn 413.000 mẫu kể từ khi bùng phát do sét đánh ngày 6 tháng 7 ở rừng quốc gia Fremont, Winnema. Đám cháy Dixie Fire ở California thiêu rụi hơn 245.000 mẫu, phá hủy 42 căn nhà và các công trình khác. Nó đã được kiểm soát 32% hôm Chủ nhật. Lệnh di tản và cảnh báo di tản tại nhiều khu vực ở quận hạt Butte và Plumas được hủy bỏ. Nhưng nhà chức trách cảnh báo với những đợt gió mạnh và cây cối khô héo, nguy cơ lửa bùng phát vẫn còn rất cao. Nguyên nhân gây ra đám cháy vẫn đang được điều tra. Ở Montana, một đám cháy lớn phá hủy hơn 12 căn nhà, công trình ngoài trời và các công trình khác. Nhà chức trách ra lệnh di tản sau khi ngọn lửa vượt qua một xa lộ và lan về phía các cộng đồng gần hồ Flathead
ở vùng Tây Bắc của tiểu bang. Các nhóm cứu hỏa cũng đang phải đối phó với các đám cháy lớn ở miền Đông Bắc tiểu bang Washington và miền Bắc Idaho. Theo Trung tâm Cứu hỏa Liên Cơ quan Quốc gia, gần 22.000 cảnh sát cứu hỏa và nhân viên hỗ trợ đang đối phó với 91 đám cháy rừng lớn ở các tiểu bang miền Tây. San Francisco có thể bắt buộc mang khẩu trang trong nhà trong tuần này. Giới chức thành phố San Francisco đang cân nhắc quy định bắt buộc mang khẩu trang do số ca nhiễm COVID-19 và nhập bệnh viện tăng lên, trong khi quy định cụ thể thì chưa được bàn thảo. Giám đốc y tế của San Francisco cho hay là nếu thi hành, thì quy định bắt buộc mang khẩu trang trong nhà sẽ áp dụng cho cả người đã chích ngừa và chưa chích ngừa. Nhiều người ở tại San Francisco thắc mắc là có nên mang khẩu trang hay không. Hiện tại thì thành phố không có quy định bắt buộc mang khẩu trang. Nhưng với số ca nhiễm COVID-19 tăng hơn 19 người trên 100.000 dân và tỷ lệ dương tính là 5.2%, thị trưởng nói về khả năng bắt buộc mang khẩu trang. Thị trưởng London Bridge cho hay là bà biết người dân chán ngán các quy định phải thực hiện, nhưng trên thực tế là bắt buộc mang khẩu trang là điều cần thiết. Đa số cư dân San Francisco đều đồng ý với quy định bắt buộc, đặc biệt là khi thấy San Francisco là một trong những quận hạt Bay Area hiện khuyến cáo mang khẩu trang trong nhà đối với người đã chích ngừa và chưa chích ngừa. Cô Donadia cho hay là cá nhân cô thì muốn có quy định bắt buộc mang khẩu trang trong nhà. Còn ông Jonathan Chuet thì cho biết cần bắt buộc mang khẩu trang trong nhà để mà bảo vệ tất cả mọi người. Bác sĩ Grant Colfax là giám đốc y tế của San Francisco cho biết là cơ quan hữu trách đang cân nhắc ban hành quy định bắt buộc mang khẩu trang trong nhà. Hiện tại là đang bàn thảo với các quận hạt lân cận cũng như với giới chức y tế về quy định này. Tuy nhiên, một số người phản đối thì cho rằng quy định bắt buộc mang khẩu trang sẽ làm cho một số người không chích ngừa nữa. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ của Hân Việt TV chiều nay, và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin quốc tế.